Xin chào các bạn, mình là Khoa, chuyên viên kỹ thuật của công ty OneCast Việt Nam. Để ở video này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để các bạn có thể tùy chỉnh những thông số của Lighting Style trong phần mềm Inventor Professional. Thì Lighting Style hiểu một cách đơn giản, nó sẽ là cái phần môi trường bên ngoài của cái chi tiết của các bạn. Ví dụ như mình đang có cái mô hình của mình, nó đang nằm trong cái môi trường là một cái nhà xưởng là on warehouse, thì đây nó gọi là một cái lighting style, bao gồm là phần background nè, phần môi trường và ánh sáng phía trên đó. Thì chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi giữa các lighting style khác nhau. Ví dụ như mình giữa môi trường là cool light nè, hoặc là giữa môi trường là on warehouse, hoặc là giữa là empty club. Mỗi cái nó sẽ có những cái hiệu ứng ánh sáng và những cái không gian khác nhau tùy thuộc vô cái mục đích của các bạn. Thì bây giờ mình sẽ chuyển sang môi trường là on warehouse đi ha. Thì thông thường cái lighting style này sẽ rất là hiệu quả đối với những các bạn nào mà mình cần render hoặc trích xuất những hình ảnh về cái sản phẩm của mình. Ví dụ như mình muốn render một cái máy biến áp này của mình đi, thì khi mà mình đặt nó vào môi trường lighting style này thì khi mình render ra chất lượng hình ảnh nó cũng sẽ ok và cái sản phẩm của chúng ta nhìn nó cũng sẽ đẹp hơn. Tuy nhiên chúng ta cũng sẽ cần tùy chỉnh một số thông số để nó phù hợp với cái nhu cầu của các bạn. Thì để có thể tùy chỉnh được, các bạn có thể sổ xuống đây và chúng ta chọn vào phần setting ha. Ở đây thì chúng ta sẽ vào được cái phần setting của cái lighting style mà các bạn đang chọn. Ví dụ như mình đang là cái phần là on warehouse, thì chúng ta sẽ tùy chỉnh về cái on warehouse. Ở đây sẽ có 3 tab là environment, lighting và shadow. Chúng ta sẽ tập trung vào environment ha. Còn lighting và shadow thì chúng ta sẽ nói ở những clip sau. Trong đó thì shadow mình cũng có một cái video hướng dẫn các bạn cách để các bạn có thể tùy chỉnh những cái thông số shadow khi mà chúng ta thao tác với phần mềm Inventor Professional. Về cái phần environment thì các bạn có thể thấy ở đây nó sẽ có một cái tùy chọn, đó là display scene image. Thì đối với một cái lighting style nó sẽ đều có một cái image đằng sau. Ví dụ như là môi trường on square house này nè, thì nó sẽ có cái hình đằng sau là một hình nhà xưởng. Thì chúng ta hoàn toàn có thể bật hoặc là tắt cái phần hình nền này lên để phục vụ cho mục đích render của các bạn. Bên dưới thì chúng ta sẽ có một số tùy chỉnh, gồm 3 tùy chỉnh chính. Thì cái tùy chỉnh đầu tiên nó sẽ liên quan về cái độ sáng của cái chi tiết của các bạn. Ví dụ như mình sẽ tăng lên nè, thì các bạn thấy chi tiết của các bạn nó sẽ sáng hơn, rõ hơn. Khi mình giảm đi thì nó sẽ tối dần đi. Thì nó giống như là cái độ sáng của môi trường khi mà các bạn đặt cái vật thể của các bạn vào trong môi trường này ha. Thì bên dưới là rotation. Rotation này là cái phần về các bạn sẽ thay đổi cái hướng của cái environment phía bên ngoài. Ví dụ như các bạn có thể xoay nè. Đó, các bạn thấy ha, cái mô hình của chúng ta nó đang được xoay trong cái ngôi nhà xưởng nè. Thì cái này nó sẽ phù hợp để các bạn có thể tìm những cái góc nào nó đúng cái ý mà các bạn muốn render hình ảnh, muốn trích xuất hình ảnh, để các bạn có thể đặt cái chi tiết vào đó. Và một phần nữa đó là cái gì? Về cái độ scale ha. Đây, chính là cái độ scale của chúng ta. Đó, thì chúng ta có thể zoom lớn hoặc là nhỏ cái chi tiết của các bạn để chúng ta có thể là phù hợp với cái kích thước hay là cái view nhìn của các bạn trong cái không gian đó. Ví dụ như mình có thể zoom lớn hoặc zoom nhỏ nè, và mình rotate để tìm một cái góc nào nó phù hợp ha. Thì đó cũng là một cái cách để các bạn tùy chỉnh và có được cái phần môi trường nó phù hợp với cái nhu cầu của các bạn render. Tương tự với những cái lighting style còn lại thì các bạn hoàn toàn có thể tùy chỉnh được cái thông số này nhưng mà mình đã hướng dẫn. Và đó là cách mà các bạn có thể tùy chỉnh lighting style để nó phù hợp với nhu cầu của các bạn khi mà các bạn muốn trích xuất hình ảnh cho cái sản phẩm của mình. Các bạn có thể để lại những cái thắc mắc cũng như là những ý tưởng bên dưới phần comment. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.